các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau để trao đổi các cái ca lâm sàng cũng như các chương trình trước trước khi vào chính thức trao đổi cụ thể các ca lâm sàng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngày hôm nay tiến sĩ Nghiêm Ngược Thu, giám đốc trung tâm dinh dưỡng lâm sàng bệnh viện Bạch Mai, sẽ trình bày về các lĩnh vực hoạt động của trung tâm dinh dưỡng lâm sàng bệnh viện Bạch Mai. Như các bạn biết đấy, thì dinh dưỡng thì ngoài nuôi người khỏe ra thì đối với người ốm là cực kỳ quan trọng, không những là giúp cho người ta đủ năng lượng để tồn tại, còn ngoài ra còn phải tùy theo cái tổng lượng năng lượng cũng thành phần các cái khối năng lượng để làm sao mà chiến đấu với từng loại bệnh tật khác nhau. Và càng ngày người ta thấy dinh dưỡng là một phần không thể tách rời khỏi điều trị lâm sàng. Những năm qua rất nhiều bệnh viện chúng ta, các đồng nghiệp đã quan tâm đến dinh dưỡng, tuy nhiên nó là một cái ngành khoa học cũng còn mới được áp dụng ở Việt Nam, mặc dù trên thế giới người ta đã áp dụng khá lâu rồi, chúng ta vẫn còn nhiều những kiến thức cần được cập nhật và bổ sung. Hôm nay tôi trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nghiêm Ngược Thu, giám đốc trung tâm dinh dưỡng lâm sàng của bệnh viện Bạch Mai, sẽ trình bày vấn đề này. Xin cảm ơn. Vâng ạ, em xin kính chào quý các thầy cô và quý các bạn đồng nghiệp. Hôm nay được sự đồng ý của trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến thì trung tâm dinh dưỡng lâm sàng rất vinh dự được phép chia sẻ một số các cái hoạt động của trung tâm dinh dưỡng lâm sàng tại bệnh viện Bạch Mai ạ. Chúng ta cũng biết là ăn uống thì là bản năng của con người và lịch sử tiến hóa của loài người thì gắn liền với những cái tiến hóa về ăn uống. Và cái chế độ ăn cũng như là phong cách ăn ấy thì sẽ khác nhau tùy địa phương cũng như là tùy từng thời kỳ. Hiện nay thì chúng ta cũng thấy là cái lượng thực phẩm như là thịt, cá, những cái thực phẩm mà giàu protein ấy thì chúng ta sẽ được ăn uống tiêu thụ nhiều hơn rất nhiều so với cả trước đây. Cũng như là những bữa cơm mà được chế biến tại gia đình thì cũng dần dần có xu hướng là ít hơn. Thế và những các cái thực phẩm là chế biến sẵn cũng như là những cái thực phẩm ăn nhanh thì cũng được tiêu thụ nhiều hơn. Và chúng ta cũng thấy là cái mô hình bệnh tật thì cũng thay đổi. Những các cái bệnh không lây nhiễm như là thừa cân béo phì hay là đái tháo đường thì gia tăng một cách nhanh chóng. Và ở trong bệnh viện thì như thầy Bình cũng đã nói, vấn đề suy dinh dưỡng thì cũng vẫn là một cái vấn đề rất là phổ biến. Thứ nhất là suy dinh dưỡng là do nguyên nhân bệnh lý, và cái thứ hai nữa là cái chế độ dinh dưỡng thì được chưa đúng cách, và cái chế độ dinh dưỡng mà trên người bệnh thì cũng phức tạp do cái tình trạng bệnh lý và đòi hỏi phải cần phải có những cái kiến thức về dinh dưỡng, về lâm sàng cũng như là những cái kỹ thuật mà nuôi dưỡng. Và chúng ta cũng thấy là suy dinh dưỡng thì nó cũng làm tăng cái gánh nặng bệnh tật cũng như là tăng những cái chi phí. Và cũng từ 2.500 năm trước đây thì Hippocrates cũng đã nói là hãy để thực phẩm là thuốc và cũng hãy để thuốc là thực phẩm. Ông cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng trong điều trị. Và năm 2020 thì thông tư 18 là thông tư mới nhất ra đời quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện, thay thế cho thông tư 08 được ban hành vào năm 2011, hướng dẫn và quy định những các cái hoạt động dinh dưỡng thiết yếu ở trong bệnh viện. Và chúng ta cũng thấy là trong cái bộ tiêu chí về chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành thì trong đó cũng có những các cái tiêu chuẩn về dinh dưỡng, cũng như là đối với quốc tế thì những các cái tiêu chuẩn của JCI khi mà đánh giá xếp hạng bệnh viện thì đều có những cái tiêu chí về chăm sóc dinh dưỡng. Và trung tâm dinh dưỡng lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai thì được thành lập vào tháng 6 năm 2010, và chỉ sau đấy 2 tháng thì trung tâm cũng đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. Hiện tại thì về cơ cấu tổ chức cũng như nhân sự thì ở trung tâm là có 21 cán bộ và chúng tôi có 4 phòng chức năng, trong đó có phòng hành chính và có 3 phòng chuyên môn, đấy là phòng dinh dưỡng điều trị, có phòng tư vấn dinh dưỡng, tiết chế dinh dưỡng và có phòng giám sát và quản lý chế độ ăn. Thì các cái hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện thì lấy bệnh nhân làm trung tâm, và đối với cả bệnh nhân thì bác sĩ là người mà bác sĩ điều trị là người mà bao quát quyết định tất cả mọi vấn đề liên quan đến người bệnh và chỉ định chế độ ăn cho người bệnh, và khi cần, và đối với những cái bệnh nhân mà có nguy cơ về dinh dưỡng thì có thể là có hội chẩn dinh dưỡng. Còn đối với điều dưỡng thì sẽ là cái người mà sàng lọc dinh dưỡng cho người bệnh và tổng hợp báo suất ăn cho bệnh nhân, cũng như là tiếp nhận suất ăn và thực hiện cho bệnh nhân ăn, cũng như theo dõi cái tình trạng ăn uống của người bệnh. Cũng như là theo dõi tình trạng ăn uống của người bệnh, theo dõi dung nạp và phối hợp với cả bên dinh dưỡng. Thế còn đối với cả bác sĩ dinh dưỡng cũng như là cử nhân dinh dưỡng tiết chế thì sẽ tiến hành khám dinh dưỡng cũng như là can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh, xây dựng chế độ ăn, xây dựng những cái thực đơn cũng như là
hội chẩn để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, can thiệp xây dựng kế hoạch dinh dưỡng, thế và có giám sát những cái suất ăn và cũng như là truyền thông và tư vấn dinh dưỡng. Thế còn đối với trong bệnh viện thì có một cái đơn vị gọi là đơn vị cung cấp suất ăn, thì họ sẽ ký hợp đồng và họ sẽ sản xuất suất ăn theo cái thực đơn và theo cái chế độ, theo cái chỉ định của dinh dưỡng. Thế thì các cái chế độ ăn thì có thể là chế độ cơm hoặc là chế độ mềm như là cháo, bún, miến, phở, hoặc là với bệnh nhân mà không ăn được bằng đường miệng thì chế độ ăn trong trường hợp này có thể là súp ăn sông. Và cái đơn vị cung cấp suất ăn thì cần phải đảm bảo cái giá trị dinh dưỡng như là trong cái chỉ định kê đơn về dinh dưỡng của bên chuyên khoa dinh dưỡng, và phải đảm bảo các cái tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, và sau khi sản xuất thì sẽ được vận chuyển và phân phối suất ăn đến người bệnh. Về chức năng và nhiệm vụ của khoa của trung tâm dinh dưỡng thì chia làm hai cái nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất là liên quan đến mảng dinh dưỡng lâm sàng, thì bắt đầu từ khâu sàng lọc dinh dưỡng rồi khám tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh nội trú và người bệnh ngoại trú, và hội chẩn dinh dưỡng với các khoa lâm sàng cũng như là hội chẩn toàn viện. Thế và xây dựng các cái chế độ dinh dưỡng cho người bệnh cũng như là truyền thông dinh dưỡng. Và có một cái mảng thứ hai, tức là cái quản lý về cung cấp suất ăn, thì sẽ triển khai cung cấp suất ăn cho người bệnh theo những các cái tiêu chuẩn và tiêu chí do Bộ Y tế ban hành, và có kiểm tra chất lượng về dinh dưỡng cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bộ phận chế biến và cung cấp suất ăn, và đối với cả các dịch vụ ăn uống trên phạm vi trong bệnh viện ạ. Thế và ngoài ra thì trung tâm dinh dưỡng còn có nhiệm vụ về đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như là chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế dinh dưỡng. Về hoạt động dinh dưỡng lâm sàng đối với người bệnh nội trú thì chúng tôi có thể chỉ ra ở đây. Bước 1 sẽ là sàng lọc dinh dưỡng. Tất cả các bệnh nhân đều được sàng lọc dinh dưỡng để phát hiện xem có nguy cơ dinh dưỡng và để đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Với những bệnh nhân mà có nguy cơ thì chuyên gia dinh dưỡng sẽ tiến hành can thiệp dinh dưỡng và sẽ có theo dõi và đánh giá lại cái quá trình can thiệp của mình cũng như là hội chẩn dinh dưỡng. Thế và với bệnh nhân ngoại trú thì có khám và tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh ngoại trú. Và hàng tuần thì chúng tôi có tổ chức những cái buổi truyền thông dinh dưỡng ở tại trên bệnh phòng, và chúng tôi có tổ chức những buổi hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho người bệnh cũng như là cho người nhà bệnh nhân. Thì đây là cái sơ đồ, cái quy trình về can thiệp và chăm sóc dinh dưỡng. Thì đầu tiên là bệnh nhân sẽ được sàng lọc, và sau đó thì là sẽ được đánh giá dinh dưỡng cũng như là can thiệp, và sau đấy thì lại theo dõi đánh giá lại ạ. Đây là một số cái mẫu phiếu chúng tôi sử dụng ở tại bệnh viện với các cái đối tượng khác nhau. Đây là đối với bệnh nhân nhi, và có can thiệp và hỗ trợ dinh dưỡng cho các loại bệnh lý khác nhau, ví dụ như bệnh ung thư hay là bệnh đái tháo đường, tim mạch, rồi rối loạn ăn uống, vân vân. Và chúng tôi có xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh, cụ thể là từ những thực đơn cụ thể theo từng bệnh lý và tùy vào cái khẩu phần cũng như là thói quen ăn uống và cái điều kiện chăm sóc thực tế của người bệnh tại gia đình với các loại bệnh khác nhau, như là bệnh đái tháo đường hay là bệnh thận mãn tính, rồi là bệnh gan mật, hoặc là với những cái trường hợp mà bệnh nhân không thể ăn được qua đường miệng, cần phải ăn qua sông mũi dạ dày hoặc mở thông dạ dày, thì chúng tôi cũng hướng dẫn chế biến những các cái chế độ như là súp ăn sông cao năng lượng, dầu protein, hoặc là đối với những các cái bệnh lý như là bệnh đái tháo đường hay là bệnh suy thận thì cái súp ăn sông nó cũng phải đảm bảo cái tiêu chí để có thể điều trị được đối với bệnh đái tháo đường, cũng như là phù hợp với cả những cái bệnh như là suy thận mạn, hoặc là những cái chế độ dinh dưỡng cho những người bệnh bị rối loạn nuốt. Thì đây là một số cái hình ảnh của bên dinh dưỡng ở tại bệnh phòng, thì các bạn ấy có sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho người bệnh nội trú, và cũng như là có một số cái hình ảnh là truyền thông dinh dưỡng ở tại đây, là cái hình ảnh truyền thông dinh dưỡng tại khoa đái tháo đường, khoa nội tiết đái tháo đường. Và đối với những bệnh nhân nặng thì chúng tôi cũng có khám và can thiệp dinh dưỡng, khi mà không thể ăn được bằng đường miệng thì ăn qua sông hoặc là nuôi dưỡng tĩnh mạch, và có theo dõi điều chỉnh tùy vào cái tình trạng dung nạp cũng như tùy vào cái tình trạng bệnh của người bệnh. Và với khám tư vấn dinh dưỡng thì chúng tôi tiến hành ở tại tầng 4 của tòa nhà trung tâm dinh dưỡng. Thì tất cả những các cái đối tượng mà có nhu cầu đến khám và cần tư vấn dinh dưỡng, ví dụ như là những cái bệnh như đái tháo đường hay tăng huyết áp vân vân, thì đều được giới thiệu đến để tư vấn ở tại phòng khám dinh dưỡng. Thế còn đối với người bệnh nằm trong bệnh viện thì chúng tôi cũng xây dựng những cái thực đơn. Đây là thực đơn theo tuần đối với cả suất ăn BT, tức là cái suất ăn mà cho người bệnh thông thường, thì chúng tôi cũng đều xây dựng và có đưa cái thực đơn đó sang bên cái đơn vị cung cấp suất ăn, thì người ta sẽ phải
chế biến theo cái thực đơn của mình, và bên dinh dưỡng sẽ làm cái nhiệm vụ là sẽ giám sát xem cái khẩu phần dinh dưỡng như vậy, cái khẩu phần ăn có đúng theo cái thực đơn, đúng theo chỉ định của mình hay không. Cái thứ hai nữa là giám sát những tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là chúng tôi cũng có những cái khảo sát trên người bệnh để xem là cái dung nạp và mức độ hài lòng của người bệnh đối với cả những cái suất ăn mà do bệnh viện cung cấp. Thế còn đối với bệnh nhân đái tháo đường thì một trong những cái nguyên tắc rất là quan trọng, tức là phải giữ ổn định được cái lượng chất bột đường ở trong cái bữa ăn và phải biết thay thế, thì chúng tôi cũng có những cái hướng dẫn cho bệnh nhân. Ví dụ như đây, thay vì ăn một bát cơm thì một bát cơm đầy, thì nếu như mà trong trường hợp mình muốn là ăn thêm khoai tây, hoặc là đây trong trường hợp này là canh khoai sọ, cái thực đơn mà khi mà ăn canh khoai sọ thì lúc đấy là phải giảm lượng cơm để hướng dẫn cho người bệnh có thể biết là thay thế để đảm bảo giữ được ổn định cái lượng chất bột đường. Và chúng tôi cũng xây dựng những các cái đơn vị chuyển đổi, tức là hướng dẫn để người ta có thể thay đổi cái bữa ăn của mình nhưng mà vẫn phải giữ được cái lượng chất bột đường tương đương. Ví dụ như là một bát cơm thì tương đương với cả một cái bát bún đầy, một cái bát bún to đấy ạ, đầy 170 gram, hoặc là tương đương với cả khoảng 2/3 cái bắp ngô to, hoặc là hai cái củ khoai tây. Thì tất cả chúng tôi đều xây dựng những các cái đơn vị chuyển đổi và đều hướng dẫn cho người bệnh đái tháo đường trong thời gian mà người ta nằm nội trú, thì người ta có thể có những cái kiến thức để có thể biết lựa chọn cái món ăn để cho nó vừa phù hợp với bệnh lý của mình mà lại phù hợp với cả thói quen ăn uống cũng như là sở thích của bản thân. Và những các cái thực phẩm mà nhiều carbon hydrate thì chúng tôi cũng hướng dẫn để biết đối với người bệnh đái tháo đường là lựa chọn những các cái thực phẩm mà nó có chỉ số đường huyết thấp. Ví dụ như là có thể ăn gạo lứt hay gạo lật nảy mầm, rồi cách nấu như thế nào. Ví dụ như là khi mà chúng ta nấu nó để tinh bột mà nó chín rất là nhiều và nó nở hết như là cháo thì cái chỉ số đường huyết trong trường hợp đấy nó sẽ tăng lên. Hoặc là với món ăn thì chúng ta có thể là ăn đa dạng thực phẩm, tức là với món cháo chẳng hạn thì lúc đấy trong trường hợp mà mình có thể cho thêm thịt hoặc là cho thêm dầu mỡ, thì khi mà cái món ăn mà nó có nhiều, nó đa dạng thực phẩm thì cái chỉ số đường huyết và nó cũng sẽ giảm hơn khi mà chỉ có mình thực phẩm mà nhiều tinh bột. Hoặc là có thể hướng dẫn cho họ là ăn chế độ ăn mà nó tăng cái lượng rau quả lên, thì như vậy nó cũng giảm giảm cái chỉ số đường huyết cũng như chỉ số tải đường của bữa ăn. Và trong cái suất ăn của bệnh nhân đái tháo đường thì cũng đã được xây dựng thực đơn và gửi đến cái nhà sản xuất và cái đơn vị cung cấp suất ăn thì họ cũng sản xuất. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây, trong cái suất ăn đối với bệnh nhân đái tháo đường thì các bạn cũng nhìn thấy cái lượng rau là cũng nhiều hơn so với cả những cái chế độ ăn khác của bệnh viện. Hoặc là đối với chế độ ăn mềm là bệnh nhân đái tháo đường mà ăn cháo thì cũng đều có một cái cốc rau kèm theo. Thì đấy là những cái mà chúng tôi đã xây dựng thực đơn và chúng tôi cụ thể hóa và đã sản xuất và cung cấp cho người bệnh nằm viện. Và chúng tôi cũng có hướng dẫn về những các cái hoạt động thể lực đối với cả những người bệnh nhân đái tháo đường ở những các cái hoạt động thể lực ở những các cái mức độ khác nhau, và nó sẽ thay đổi giúp người ta tìm đến những các cái, người ta tìm được những các cái hoạt động thể lực nào nó phù hợp với cả cái lối sống cũng như là cái thói quen của họ, cũng như là tìm ra được cái thời gian phù hợp. Và chúng tôi cũng xây dựng những các cái tờ rơi để hướng dẫn dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường, cũng như là chúng tôi tổ chức những cái buổi thực hành để hướng dẫn cho người ta cái trực quan, người ta đến có thể quan sát được một bữa ăn đối với người bệnh đái tháo đường và người ta có thể ăn thử để người ta biết là hình dung với một cái chế độ ăn cụ thể của người đái tháo đường mà phù hợp với bản thân người ta thì chế độ nó sẽ như thế nào. Thế còn đối với cả bệnh nhân ung thư thì chúng ta cũng thấy là với cái ảnh hưởng của ung thư thì nó cũng gây ra giảm cân rồi là gây ra những các cái rối loạn. Vì vậy cho nên là mục tiêu của dinh dưỡng trong điều trị ung thư thì sẽ phải là duy trì đủ năng lượng để nhằm mục đích là để hạn chế cái việc giảm cân cũng như là làm giảm những cái mà bất thường về chuyển hóa. Thế thì một trong những nguyên tắc can thiệp dinh dưỡng để cho đủ năng lượng, tức là mình phải làm cho ăn có thể đủ khẩu phần bằng các cái thực phẩm thông thường, hoặc là những cái thực phẩm mà được tăng cường dinh dưỡng, hoặc là những cái loại bổ sung dinh dưỡng đường miệng, thì tất cả chúng tôi đều sẽ xây dựng một cái kế hoạch ăn uống phù hợp với từng người bệnh và phù hợp với thói quen cũng như là cái khả năng dung nạp người ta có thể ăn được đến bao nhiêu bữa hoặc là với một cái số lượng bao nhiêu. Thì với những cái kiến thức về dinh dưỡng thì chúng tôi sẽ giúp người bệnh để có thể lên được một cái kế hoạch mà phù hợp với họ nhất và có thể ăn được. Còn đối với cả bệnh lý thận thì chúng tôi cũng có xây dựng những các cái thực đơn và chế biến những các cái suất ăn bệnh lý thận. Thì trong đối với cả bệnh lý thận thì một trong những cái nguyên lý là
ăn phải đủ năng lượng, nhưng mà cái lượng protein thì phải hạn chế, phải được kiểm soát. Thì chúng tôi cũng hướng dẫn người bệnh dựa vào cái bảng thành phần thực phẩm dinh dưỡng Việt Nam, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn người bệnh lựa chọn những các cái thực phẩm làm thế nào để ăn có thể đủ năng lượng nhưng mà có thể hạn chế được protein. Thì đấy là một cái mà các anh các chị có thể nhìn thấy ở đây. Ví dụ như đối với miến rong chẳng hạn, thì một lạng miến rong là cung cấp là 332 kilocalo, thì nó cũng tương đương như là đối với cả gạo. Thế nhưng mà cái lượng mà protein ấy, lượng đạm ở trong miến thì rất là thấp, chỉ có 0,6 gram. Cho nên là đấy là một trong những lý do mà miến có xuất hiện trong cái thực đơn của người bị bệnh thận mạn, suy thận cũng rất là nhiều. Và vì vậy chúng tôi cũng hướng dẫn những các cái lớp mà thực hành để nấu cơm miến cho người bệnh. Bởi vì là hôm nào mà cũng ăn miến xào hoặc là hôm nào cũng ăn miến thì cũng rất là chán. Cho nên là cũng có những cái món như là món cơm miến. Rồi chúng tôi cũng hướng dẫn những các cái chế độ ăn giảm muối hoặc hạn chế kali. Rồi là cũng có hướng dẫn những các cái bữa ăn cụ thể cho người bệnh nhân bệnh thận mạn. Đối với cả chế độ ăn mà không ăn mặn, hạn chế muối, thì chúng tôi cũng hướng dẫn người bệnh để biết xem là muối ở trong thực phẩm của mình, ở trong chế độ ăn của mình thì nó ở đâu. Ví dụ như giò chẳng hạn thì cũng khi chế biến là chắc chắn là có muối rồi, nhưng mà chúng ta vẫn thường là chấm thêm đúng không ạ? Thì sẽ hướng dẫn là chấm nhạt dần, ăn nhạt dần, chấm nhẹ tay đấy ạ. Thế hoặc là những các cái thực phẩm mà có nhiều muối khác, chúng tôi cũng hướng dẫn những các cái nguồn muối trong thực phẩm. Ví dụ như là từ cái văn hóa ăn uống của người Việt Nam, cái bữa sáng là cái bữa mà món nước cũng rất là nhiều, thì những cái món như là bún cá hay là bún thang hay là món phở, thì thực sự là khi mà chúng ta ăn hết một cái suất bún hay là một cái suất phở như vậy thì kể cả cái lượng muối mà tan vào trong nước dùng ấy thì cũng rất là nhiều. Thì như vậy thì nó cũng trung bình là nó phải từ 3 gram cho đến 4 gram muối là chỉ riêng bữa sáng. Thì tất cả những cái thông tin như thế thì chúng tôi sẽ làm nó rất là cụ thể, nó rất gần gũi với cả người bệnh để có thể hướng dẫn cho người bệnh để sẽ giảm từ từ với cái mức mà họ có thể dung nạp được mà họ ăn uống vẫn cảm thấy ngon miệng. Thế còn đối với chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng trong bệnh rối loạn mỡ máu thì chúng ta cũng biết là chúng ta phải kiểm soát năng lượng, không ăn thừa năng lượng và cũng không phải là không được ăn tí nào chất béo, bởi vì là cái nguồn mà năng lượng từ chất béo thì cũng đấy là một cái nguồn năng lượng mà cung cấp trong cái chế độ ăn. Thế nhưng cái quan trọng là cái chất lượng chất béo, tức là sẽ không sử dụng nhiều những cái thực phẩm mà có nhiều chất béo mà có nhiều mà bão hòa. Thế thì từ những các cái thông tin như vậy thì chúng tôi cũng hướng dẫn họ xem là cái thực phẩm nào là có nhiều chất béo không có lợi trong chế độ ăn. Ví dụ như là từ những các cái nguồn mà thịt mỡ hoặc là bản thân sữa thì là một cái thực phẩm mà rất là giàu canxi. Thế nhưng mà tuy nhiên cái chất béo ở trong sữa thì nó lại là béo no. Thế cho nên là khi chúng ta ăn thì chúng ta cũng sẽ phải có một cái sự cân bằng và ăn nó ở mức độ vừa phải. Và từ đó thì chúng tôi sẽ giúp cho người bệnh có thể tìm được cái món ăn mà nó phù hợp với cái sở thích của mình, tuy nhiên là vẫn có thể hạn chế được những cái chất béo mà bão hòa không tốt, hoặc là những các cái nguồn mà chất béo mà có lợi cho sức khỏe cũng như là có lợi cho những người rối loạn mỡ máu. Ví dụ như là nguồn omega 3 thì chúng tôi cũng giúp họ biết xem là nó ở đâu và nó có thể là đan xen vào trong cái khẩu phần ăn của họ khi mà mình lên thực đơn được không. Thế và ở trong bệnh viện Bạch Mai thì cũng có những các cái chế độ ăn đối với cả những các người bệnh lý gan mật thì chúng tôi cũng xây dựng thực đơn. Thế và đối với những người mà không ăn được bằng đường miệng thì có cái chế độ ăn qua sông. Thế ăn qua sông thì ở đây đối với bệnh viện Bạch Mai thì cũng sản xuất cái súp ăn sông cũng rất là nhiều. Ví dụ như hiện tại thì trung bình là một bữa đấy là có khoảng độ là 250 suất súp ăn sông. Thì súp ăn sông ở đây thì chúng tôi đã tính toán và được xây dựng từ những các cái thực phẩm địa phương, tức là nấu từ những cái thực phẩm thật như là gạo hay là khoai hay là thịt vân vân và từ sữa bột. Thế và cái dung nạp của cái bữa súp ăn sông mà khi mà nấu từ những cái sản phẩm thực phẩm tự nhiên thì cũng tương đối là tốt. Và tuy nhiên là đối với cả cái phần mà sản xuất các cái súp ăn sông thì cái phần mà kiểm soát về giá trị vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như giá trị dinh dưỡng thì cái phần đấy là chúng tôi cũng phải làm rất là chặt chẽ. Và chúng tôi cũng có những các cái lớp mà hướng dẫn thực hành để nấu súp ăn sông để cho người bệnh hay là người nhà thì cũng có thể thấy được là mình hoàn toàn là đi về nhà mình cũng có thể tự chế biến được từ gạo rồi từ thịt từ trứng. Nhưng mà cái quan trọng của đối với cả khi nấu súp ăn sông là mình làm thế nào để nó phải chảy được qua sông nhưng mà nó phải đảm bảo giá trị dinh dưỡng, tức là với cái giá trị mà người ta quy ước là 1 kilocalo cho 1 ml
thì chúng tôi trong trường hợp đấy sẽ phải hướng dẫn người ta phải sử dụng những các cái thực phẩm, những các cái men để có thể hóa lỏng, để hóa lỏng được tinh bột, chứ nếu không thì nó sẽ bị đặc. Thì chúng tôi cũng có tiến hành những các cái lớp mà thực hành nấu súp ăn qua sông, thì cũng có một số các cái đơn vị mà cung cấp suất ăn tập thể, thì khi mà người ta chưa có cái kinh nghiệm mà nấu cho bệnh nhân thì người ta cũng đăng ký học những các cái lớp như thế này. Thì tùy vào cái đặc điểm bệnh lý, ví dụ như là đối với bệnh nhân suy thận cần phải hạn chế protein, hoặc là đối với cả bệnh nhân đái tháo đường thì cần phải hạn chế cái lượng carbohydrate nhưng mà phải tăng cường chất xơ, thì chúng tôi sẽ xây dựng những các cái công thức, những cái thực đơn cụ thể và cái quy trình nấu nướng để làm thế nào để đảm bảo là sau khi mà nấu xong thành phẩm thì súp ăn sông vẫn có thể lỏng và chảy được nhưng mà vẫn đủ cái giá trị dinh dưỡng. Thì lúc đấy là chúng ta hoàn toàn kiểm nghiệm thì chúng ta sẽ có cái số liệu. Thế và còn cái chế độ mà ăn cho cái người mà rối loạn nuốt, ví dụ như là sau khi bị tai biến chẳng hạn, đấy thì cái chức năng nuốt nó bị rối loạn. Thế thì cái này thì nhờ có một cái dự án phối hợp với cả NCGM, tức là một cái tổ chức sức khỏe toàn cầu của Nhật Bản, có hợp tác cũng rất là lâu với Bệnh viện Bạch Mai, thì có hỗ trợ cho trung tâm dinh dưỡng, có đào tạo về kỹ thuật. Thì ở trung tâm dinh dưỡng có 3 bác sĩ và cử nhân dinh dưỡng đã được đi học ở tại Nhật, và sau đó thì có áp dụng được cái chế độ về, có áp dụng được cái chế độ ăn cho cái người rối loạn nuốt, và theo từng cái giai đoạn, theo đúng của cái hội mà phục hồi chức năng rối loạn nuốt. Thì ví dụ như là giai đoạn đầu thì là đối với cả cái bữa ăn dạng thạch, trong từ giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Thế và sau khi mà đi học về thì trung tâm cũng đã triển khai được cái chế độ rối loạn nuốt này cho bệnh nhân ở tại Bệnh viện Bạch Mai. Và chúng ta cũng thấy là từ tháng 11 năm 2017 khi mà mới triển khai thì chỉ triển khai 2 suất, nhưng mà sau đấy đến tháng 12 năm 2018 thì đã lên đến 1.609 suất và chạy được rất là tốt ạ. Thế cái mảng công việc thứ hai đối với cả trung tâm dinh dưỡng đấy là quản lý các cái suất ăn bệnh lý, thì phải quản lý cái việc cung cấp suất ăn hàng ngày cũng như là kiểm tra giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là phải định lượng những các cái giá trị về dinh dưỡng để kiểm soát xem có đúng theo thực đơn của bác sĩ chỉ định hay không. Thì chúng tôi cũng tiến hành những các cái theo những cái nguyên tắc của luật an toàn thực phẩm như là lưu mẫu thực phẩm, và đối với cả súp ăn sông thì chúng tôi cũng có cái kiểm định về các cái giá trị tiêu chí về vi sinh cũng như là tiêu chí về dinh dưỡng. Thế và đối với những các cái hoạt động về đào tạo và chỉ đạo tuyến thì trung tâm dinh dưỡng cũng có một số những cái chương trình đào tạo, ví dụ như là đào tạo về dinh dưỡng lâm sàng 3 tháng cho những cái đơn vị mà có nhu cầu. Thế rồi là những các cái lớp về chế biến chế độ dinh dưỡng đặc biệt, ví dụ như là chúng tôi nói là chế độ súp ăn qua sông hay là chế độ nấu, chế độ rối loạn nuốt như thế nào. Thì bên trung tâm dinh dưỡng là phối hợp với cả trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến thì có tổ chức những các cái lớp như vậy, là kéo dài là 2 tuần để có thể những cái đơn vị mà cung cấp suất ăn mà đang nấu là suất ăn thông thường thì có thể có những các cái khái niệm cơ bản, có thể hiểu là khi chế biến suất ăn bệnh lý hay là chi chia suất cho người bệnh thì nó sẽ phải như thế nào. Thế rồi chúng tôi cũng tham gia vào những các cái chương trình đào tạo về dinh dưỡng cho các cái bệnh viện tuyến khi mà có yêu cầu, cũng như là những các cái đào tạo mà thường xuyên cho điều dưỡng của tại bệnh viện, và cũng tham gia những các cái buổi hội chẩn hoặc là những các cái buổi khám chữa bệnh từ xa. Đây là một số cái hình ảnh mà khi mà chúng tôi tham gia cái lớp đào tạo mà chế biến chế độ rối loạn nuốt cho cái đơn vị cung cấp suất ăn ở hàng không. Thế và đây nó cũng là cái kết quả của cái chương trình dự án hợp tác với cả cái tổ chức sức khỏe toàn cầu của Nhật Bản. Và cái kinh nghiệm mà để triển khai những cái chế độ rối loạn nuốt thì cũng đã chia sẻ cho các đồng nghiệp ở tại các khoa. Thế và chúng tôi cũng biên soạn những các cái tài liệu, ví dụ như là cái tài liệu bộ tờ rơi mà hướng dẫn dinh dưỡng cho người bệnh rối loạn nuốt. Thì từ vấn đề là lựa chọn thực phẩm cũng như là chế biến cho những các cái giai đoạn nuốt khác nhau, những các cái thực đơn tham khảo thì chúng tôi cũng đã đều xây dựng. Rồi chúng tôi cũng xây dựng những cái tờ rơi như là hướng dẫn cái chế độ ăn giảm muối cho người bệnh, cũng như là hiện tại thì đang có chỉnh sửa để tái bản lại cái cuốn dinh dưỡng cho người trưởng thành. Về cái công tác hợp tác quốc tế thì chúng tôi cũng có một số dự án hợp tác với cả quỹ Abbott, cũng như là dự án hợp tác với cả trung tâm hợp tác toàn cầu Nhật Bản về cái chế độ rối loạn nuốt, và cũng tổ chức một số cái buổi hội thảo về chuyên môn.
Thế về nghiên cứu khoa học thì chúng tôi cũng có một số cái nghiên cứu, ví dụ như là nghiên cứu về đánh giá tình trạng dinh dưỡng đối với bệnh nhân đái tháo đường, rồi là nghiên cứu về khảo sát với hài lòng của người bệnh, về cái chất lượng phục vụ với suất ăn bệnh lý, cũng như là về những các cái đối tượng khác như là người bệnh ghép tạng hoặc là cái thực trạng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế và năm 2020 thì chúng tôi cũng được giải ba về cái đề án cải tiến chất lượng cái công tác sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng tại khoa nhi. Thế và những các cái nghiên cứu mà hiện tại đang tiến hành thì chúng tôi có cái nghiên cứu về để nhận xét cái hỗ trợ dinh dưỡng cho người bệnh ăn sông bằng cái sản phẩm Nutricom ở tại khoa gây mê hồi sức. Thì đó là một số những các cái hoạt động cơ bản tại trung tâm dinh dưỡng bệnh viện Bạch Mai, và tất cả nhân viên của trung tâm thì chúng tôi cũng đang nỗ lực để có thể tăng cường cái chất lượng công việc, và cũng rất là mong muốn là hợp tác với cả tất cả các khoa phòng ở trong bệnh viện để làm thế nào để chúng tôi có thể tăng cường được chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh ạ. Vâng, em xin chân trọng cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Nguyệt Thu, giám đốc trung tâm dinh dưỡng bệnh viện Bạch Mai đã giới thiệu về các cái hoạt động của trung tâm dinh dưỡng bệnh viện Bạch Mai. Thì các bạn, các đầu cầu các bệnh viện nếu chúng ta có quan tâm thì có thể liên hệ qua trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai hoặc trực tiếp qua với trung tâm dinh dưỡng, chúng ta có thể kết nối với nhau, hợp tác với nhau và chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm cũng như là cách chúng ta có thể làm được để chế biến những cái suất ăn tốt hơn cho người bệnh. Sau đây chúng tôi xin tiếp